Nhưng mà trong 5 ngày tiếp theo con nhốt mình trong cái kho của công ty con. Là giống như là tụi nhỏ hay nói là thời điểm đó sợ lắm, tại suốt ngày phải đi tiếp tế lương thực cho con đó, thì con muốn ra ngoài. Trong 5 cái ngày đó con ở trong phòng tối đó, con cảm giác là cái thứ duy nhất con nghĩ là chút thôi. Chỉ còn có chút thôi, cái gì cũng được. Thế là thôi, cố gắng 5 ngày sau kệ, nhắn tin rồi năn nỉ quay lại các kiểu tùm lum la. Sống bừa chứ con thích gọn gàng. Lạ vậy đó. Con vậy đó, anh chỉ nói con là con sống bừa. Nhưng con muốn bước vô nhà phải thơm với sạch, không chỉ đi tập gym. Ê, có rồi. Tuần rồi mới tập 2 ngày. Không tập thể dục đúng không? Dạ, không tập thể dục. Con này cô ấy đã nói là có rồi. Nè trong. Dạ, mới tập 2 ngày rồi dạ. Cái lần nào cũng tập 2 ngày xong bỏ 1 năm. À, anh Tuấn. Nhìn giống hao hao hả anh Tuấn? Ừ, đúng rồi. Xin chào hai bạn. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Mọi Hôm Sau. Tụi con là Quang Minh, Việt Trúc. Thì mọi người hay gọi tụi con là TZ và Led. Thì tụi con là nhà sáng tạo nội dung trên mạng. Và con tên là Huỳnh Quang Minh. Con năm nay là 28 tuổi, bằng tuổi với vợ con luôn. Dạ thì con có một quán cà phê ở Mỹ Điên Làm Chất. Dạ, tụi con có một cái cửa hiệu bán những cái đồ couple, những cái đồ đôi, những cái áo đôi, những cái đồ tình yêu. Và tụi con có một cái con có một cái doanh nghiệp làm về những cái đồ để phục vụ cho những cái khoảnh khắc yêu nhau nó tốt hơn. Wow. Hay quá. Người ta là tuổi trẻ tài cao, bạn này tuổi trẻ giàu to. Trời, quá dễ thương. Rồi, mời con. Con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận, chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Việt Trúc. Là mọi người gọi con là TZ. Con bằng tuổi với lại anh Minh, tại vì ngày xưa tụi con học chung cấp 3 lớp toán ở quê. Và lên đại học thì tụi con quen nhau tới bây giờ. Bây giờ hãy kể cho chú với chị Vân nghe về cái câu chuyện tình của các con. Dạ, Trúc thì học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Con thì học Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai cái đó nó sẽ giao nhau ở một chỗ là hàng xanh á. Thực ra thì hồi cấp 3 tụi con rất là ghét nhau. Đây là thủ quỹ, con là bí thư. Thì một đứa thì giữ tiền suốt ngày đòi con, mà con lúc nào cũng muốn xài tiền của lớp. Một đứa giữ tiền, một đứa quyền lực. Đúng không? Con khá tiền. Khi mà lên đây á thì bắt đầu hai đứa cũng không có quen biết ai. Nên là cũng cứ đèo nhau đi chơi với lại là nói chuyện với nhau. Nhưng mà sao không biết làm sao tự nhiên đang không thế là dính. Tự thế là dính à. Ủa nhưng mà cấp 3 đó à, tại sao con lại không ưa anh này? Dạ tại vì đây là một hình mẫu đối ngược lại với con luôn. Con là một cô gái rất là chính chuyên. Đi học không bao giờ bị thầy cô nhắc nhở về những cái vấn đề liên quan tới hạnh kiểm các thứ. Nhưng mà anh này thì luôn ngồi sổ đầu bài, tại vì nói chuyện riêng trong lớp rất là nhiều chuyện luôn, tới tận bây giờ luôn á chú. Tức là không thích người đàn ông nói nhiều. Dạ đúng. Con cũng đâu có ưa đâu, tại con thích con gái năng động. Nhỏ này đụt lắm. Vậy trong mắt con là hồi đó là chỉ có suốt ngày nhìn lên bảng, nhìn xuống bảng, nhìn bảng, nhìn bổ, thấy giống con gà gật gật gật. Như vậy là cái thời đó là không ưa nhau, nhưng mà lên đại học thì cái điều gì mà khiến cho các bạn lại thay đổi? Xa quê đó em, xa quê xa nhà không ai chơi á. Cũng cái điều đó luôn á. Tự nhiên mình lúc đó đúng là nghĩa là cô đơn giữa Sài Gòn á. Thế là mình mê nói mà không có ai nghe. Con nhỏ đứng ngồi sau xe nó nghe. Nghe từ đoạn cuối luôn. Nghe chăm chú lắm. Con thích nghe tại vì con không biết nói gì. Rồi đến khi nào thì bắt đầu là hai đứa mới là cảm mến nhau, rồi bạn này cũng như tỏ tình với con. Tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức. Nhưng mà con vẫn còn nhớ hồi đó ảnh có nói với con sau một lần đi chơi về là anh có cảm tình với em. Cái khoảnh khắc đó thì con nghĩ là ok, mình có thể tìm hiểu nhau, tiến triển với nhau hơn. Tụi con mặc dù không có cái ngày chính thức tỏ tình, nhưng mà tụi con ra mắt gia đình hai bên cũng như là công khai nhau khá là sớm. Lên đây đại học năm thứ nhất luôn hả? Hay là năm thứ hai? Khoảng năm nhất, năm hai. Bây giờ cái việc ra mắt và cái nụ hôn đầu tiên là cái nào nó có trước? Dạ, cái nụ hôn đầu tiên có chứ. Hôm đó con với anh Minh đi chơi, hai đứa còn nghèo á nên là ra công viên hẹn hò. Thì hôm đó anh Minh có ý định hôn con có thể nhìn luôn. Ra đúng rồi, con có thể nhìn ra cái ý định đó. Sau rồi lúc ổng tiến tới chuẩn bị hôn là con né đi chỗ khác. Sau rồi con giả bộ là ủa cái này là vô tình né thôi chứ không có cố ý đó. Nhưng mà con biết là ổng có ý đồ hôn mình rồi. Sao cứ nghĩ là mình hôn cái đầu cái phát đầu nó hụt. Dạ. Có hùng tiếp phát nữa không? Cái quê bây giờ để cho Minh nói cảm xúc lúc đó đi. Con có bị quê không? Dạ con nói thiệt là con không nhớ lúc đó luôn. Ủa sao vậy? Dạ, nó không ấn tượng gì à? Dạ tại thường chúng ta hay xóa đi những ký ức mà chúng ta bị quê. Nghĩa là quê đó. Rồi Minh cầu hôn với vợ như thế nào? Dạ thì lúc đó là 9 năm. Tụi con là quen nhau cũng rất là lâu. Và từ cái thời mà hai đứa đúng nghĩa là hai bàn tay trắng thôi. Con có nói với TV là nếu như ngày sau này mà anh còn xứng đáng với em á, nghĩa rằng là cái bản lĩnh của anh đủ ở đây nghĩa là đủ tài chính nè, đủ bản lĩnh nè, đủ cái kiềm chế cái tôi mình lại để giữ gìn hạnh phúc, thì anh sẽ cầu hôn em. Lúc đó thì nếu như mà anh nghèo thì anh sẽ cầu hôn em bằng nhẫn cỏ. Thế là cái thời điểm mà con cầu hôn Trúc thì lúc đó là 9 năm. Tại vì con hứa với Trúc đó là hứa 10 năm, cho anh 10 năm để anh cố gắng. Vì 18 tuổi nó 28 tuổi, lúc đó 9 năm rồi, sắp deadline rồi.
con biết mình đừng có đám cưới, con cầu hôn, con mới làm cái nhẫn cỏ đúng nghĩa đen, nhưng mà cái cỏ của con này làm bằng vàng trắng này nọ, xong cũng ngầu lắm, thế là con mới giả vờ con thuê, con nói với Trúc là ngày hôm đó là có tài trợ một cái sự kiện ở trên du thuyền, thế là Trúc cũng súng xính đi, mặc đồ lên đẹp lắm, xong mọi người trong đó của con cũng giả vờ cho hướng dẫn viên ngồi nói các kiểu, xong bước lên du thuyền thì ngay ở giữa ngay cái đằng trước một cái hoàng hôn thì con mới cầu hôn Trúc. Cái clip đó cũng khá là viral. Wow. Và cũng khá là vui, tại vì đó lời hứa chỉ có tức một cái là nhỏ này không nhớ gì lời hứa luôn. Vậy hả? Không nhớ gì luôn. Trời ơi. Cái năm đó là năm nào con? Dạ là cuối năm 2021. Rồi 9 năm yêu nhau vậy tụi con có cái sóng gió gì không, hay là nó trơn tru mộc mạc vậy đó? Dạ, sóng gió tính theo ngày vậy con. Những cái sóng gió của tụi con là cái người trong cuộc không có nhận thức ra luôn. Thì tụi con có một cái giai đoạn là quen nhau tầm 6-7 năm là hai đứa bắt đầu không có tiếng nói chung. Anh Minh thì stress vì lúc đó công việc của anh Minh chưa có đi tới đâu á, kiểu cảm giác mình chưa có thật sự có sự nghiệp trong tay á. Còn con thì lúc đó mới tốt nghiệp đại học xong, nhưng mà con lại không đi theo cái ngành của con, và cũng đang rất là chênh vênh, kiểu như không biết mình nên làm gì. Và hai đứa không có tiếng nói chung trong khoảng thời gian đó, và xa cách nhau rất là nhiều. Chính cái khoảng như là lặng nhạt, nguội lặng. Dạ đúng rồi. Mất bao nhiêu lâu? Dạ con nghĩ là một năm hơn. Wow. Dạ. Các con có từng chia tay nhau không? Dạ rồi. Dạ rồi. Là chia tay lâu cái thời con. Điểm đó là dạ 5 ngày. 5 ngày. Ai là người chủ động nói cái lời chia tay? Dạ anh Minh là Minh chia tay. Lý do là Minh nói chia tay là sao? Dạ con chia sẻ thật là hồi nãy con có nói về cái lời hứa lúc 9 năm á, tại vì con luôn nhớ cái lời hứa trong lòng. Thời điểm đó thì con thất bại rất là nhiều. Trong mở công ty nào ra là con thất bại công ty đó luôn. Thế là mình nhìn vào người yêu mình cũng mà mình nghĩ là vợ tương lai, thì mình nghĩ cảm giác là mình ngày càng không xứng đáng, tự ti. Thực ra đó là một cái sự hèn á con. Nhưng mà ở cái thời điểm đó khi mà mình không còn đủ tỉnh táo nữa thì mình sẽ không kiềm chế được. Và vì mình không dám nói ra, không thể nào là một người đàn ông dám nói ra là ok anh thất bại quá nên anh không dám ABC, rồi nó cứ dồn nén những cái chuyện khác ngoài lề. Thế lúc đó con mới bùng lên, con mới nói chia tay. Lúc chia tay cũng anh hùng lắm, kiểu là chắc chắn nhất rồi á. Nhưng mà trong 5 ngày tiếp theo con nhốt mình trong cái kho của công ty con. Là giống như là tụi nhỏ hay nói là thời điểm đó sợ lắm, tại suốt ngày phải đi tiếp tế lương thực cho con á, thì con không muốn ra ngoài. Trong 5 cái ngày đó là con ở trong phòng tối đó, con cảm giác là cái thứ duy nhất con nghĩ là Trúc thôi. Chỉ còn có Trúc thôi, cái gì cũng được. Thế là thôi, cố gắng 5 ngày sau kệ, nhắn tin rồi năn nỉ quay lại các kiểu tùm lum la. Nhưng may quá Trúc cũng đồng ý. Tự nhiên đúng cái thời điểm đó khi mà xác định là thứ hai đứa cần là tình yêu thôi á, thì tự nhiên sự nghiệp con thăng tiến dựng cột luôn. Dạ. Thế là đủ tự tin đó, tự nhiên lúc đó mình tự tin lúc nào mình không biết luôn á. Và Trúc thì chắc trong 5 ngày cũng mong chờ cái cuộc gọi điện thoại của ảnh đúng không? Dạ, con với ảnh tính giống nhau, hai đứa mạng hỏa nên rất là hổn. Ảnh đòi chia tay thì con chia tay, con có giá của con mẹ. Rồi bây giờ là đã có nhà chưa? Dạ có rồi. Có rồi, ở chung với nhau là bao nhiêu tuổi? Dạ, quen được 7 năm là bắt đầu ở chung với nhau. Tụi con mới mua nhà hồi năm ngoái. Dạ. Bây giờ bỏ qua cái giai đoạn mà nhà thuê đi, mình vô là cái nhà mua đi ha. Là hai chồng về ở với nhau rồi đám cưới rồi chương thứ nhì đó em. Tới đi như vậy. Đúng rồi. Tới cái phần đó mấy đứa biết mà đúng không? Thì giữa cái nhà thuê với cái nhà mà nhà mua đó, thì những cái tánh xấu nào nó có thay đổi không? Nó có thay đổi từ nhà thuê qua nhà mua không, hay là cũng y chang vậy? Y chang vậy. Dạ con thấy ảnh rất là nhất quán, từ năm nhất quen nhau cho tới bây giờ thì vẫn bừa bộn như thế. Nếu mà nói về tật xấu thì con nghĩ tới bừa bộn đầu tiên. Dạ. Bừa bộn nha. Nhưng mà cái hồi mà mới quen á thì con lại rất thích cái sự bừa bộn đó, tại vì đó là một cái cơ hội để mình có thể qua nhà ảnh xong rồi xếp đồ cho ảnh, thể hiện tình yêu. Dạ đúng rồi, tình yêu của em dành cho anh là gọn gàng, đội cho anh đồ này kia. Con sống bừa chứ con thích gọn gàng lạ vậy đó. Con vậy đó, anh kia nói con là con sống bừa nhưng con muốn bước vô nhà phải thơm với sạch, thì bởi vậy người ta mới muốn thích như vậy để người ta có cơ hội nè. Dạ. Dạ. Ủa nhưng mà tại sao bây giờ lại là cảm thấy nó khó chịu? Dạ tới bây giờ con vẫn cảm thấy điều đó ok. Dạ, như vậy đối với con thì làm sao nó là tật xấu được? Tật xấu là khi nào mà mình cảm thấy không chịu được cái đó và mình muốn anh thay đổi thì nó mới là tật xấu. Nếu vậy thì anh Minh không có tật xấu. Bấm điện thoại. Bấm điện thoại trong lúc ăn hả? Hồi đó con coi điều đó là tật xấu, nhưng mà gần đây con đã thấy ok với điều đó. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Cọc cằn, thô lỗ. Dạ, cọc cằn, cọc cằn. Ví dụ đi. Anh rất là dễ nóng. Con có cảm thấy khó chịu với những cái sự cọc cằn đó của anh hay không? Dạ, có. Đó là tật xấu đó. Khi mà ảnh nóng tính lên á, mà con nóng tính lại á, thì hai đứa sẽ cãi nhau rất là nhiều. Nhưng mà con dịu đi một xíu, con có thể không cãi nhau lại với ảnh. Chỉ cần im lặng một chút thôi là anh sẽ tự review lại cái hành động vừa rồi của ảnh, xong ảnh năn nỉ xin lỗi các thứ. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn ông xã thay đổi điều gì, nói luôn đi. Con muốn ảnh
chịu khó ăn nhiều hơn một xíu để cho ảnh tự tin hơn về cái sức khỏe của mình. Kiểu mình chỉ cần tự tin vào bản thân mình á, là cái tính mình nó dịu dàng lại hẳn. Còn bây giờ thì anh Minh stress với bản thân á, nên là cái phản ứng với mọi người cũng sẽ stress theo. Kiểu anh Minh gầy quá. Đó, ví dụ như là lười ăn hả? Cũng không hẳn bị lười ăn, nhưng mà nó sẽ là stress, xong nó khiến chán ăn thì không đủ sức, nó lại stress, nó cứ vậy á. Và khi mà mình không đủ ăn thì nó sẽ thiếu một vài khoáng chất, ví dụ thiếu kẽm đi, nó sẽ gây thêm trầm cảm. Và những cái đó thì con đã đi xét nghiệm này nọ hết rồi, và đúng là con thiếu thật. Chút mỗi lần chút chứng kiến con biết là chút rất là sót, nhưng mà con cũng cố gắng hạn chế những cái đó đi á. Thì đến bây giờ con nghĩ là con cũng đã khá là thành công trong chuyện hạn chế nó bớt đi rồi, chứ còn còn thì vẫn còn. Rồi bây giờ mời con nói về bạn ấy. Từ năm thứ 8 đổ về trước, con rất là ghét một cái tính của chút, đó là tính bướng. Chút rất là bướng, bướng ở trong mọi thứ luôn. Nghĩa là chút sẽ là một người sống rất là tình cảm, và con là người sống rất là lý trí. Ví dụ cãi nhau đi, con sẽ ngồi lôi hết logic ra để con nói. Chút sẽ cãi bằng đúng một câu thôi: em không cảm nhận được tình yêu của anh. Nó nhiều đó thôi, là Chút chiến thắng rồi. Nhưng mà mãi sau này con mới nhận ra là chính nhờ sự bướng đó của Chút thì con thấy Chút đáng yêu. Tại vì thú thật là từ nhỏ đến lớn thì đến cái thời điểm mà con thành công á, không có ai cãi con á. Mọi thứ thì con làm độc lập á, trên đa số những người xung quanh con sẽ là những người ở dưới hoặc là đối tác của con thôi. Thì tự nhiên đùng cái con nhỏ nó suốt ngày nó cãi mình, mà cãi nhiều lắm, cãi trong công việc, cãi trong cuộc sống, cãi đủ thứ luôn. Có những cái mà con biết lúc đó là Chút làm thì chắc chắn Chút sẽ thắng và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà phải 2 năm sau con thuyết phục mãi Chút mới làm. Lúc đó thì đúng là kiếm nhiều tiền thật, nhưng mà nó đã trễ so với cục mốc đó rồi. Thì vì cái sợ bướng đó cho nên là mình cảm giác là mình biết trước mọi thứ, nhưng tại sao không chịu làm á, mình khó chịu. Còn lần sáu gì nữa? Không chịu đi tập gym. Ê, có rồi, tuần rồi mới tập 2 ngày. Không tập thể dục đúng không? Dạ, không tập thể dục. Còn giờ cô ấy đã nói là có rồi nè trong. Dạ, mới tập 2 ngày rồi. Dạ, cái lần nào cũng tập 2 ngày xong bỏ 1 năm vậy. Không, bây giờ hỏi này, giờ con mong muốn chút thay đổi cái điều gì? Dạ, tập thể dục hết rồi. Là vì... chỉ có như vậy thôi là hợp dạ. Đúng không? Thế con có tập không? Dạ có. Con tập đều. Vợ chồng cùng nhau đi tập chung đúng không? Và dạ, rõ ràng là thấy cái sự mong muốn của hai bạn này á chị, tức là điều quan tâm đến sức khỏe của người bạn đời của mình. Trời, chú nghĩ là con nên ăn nhiều, và bạn Chút bây giờ đổi lại: anh ăn nhiều, anh ăn thêm nhiều đi, tôi sẽ tập nhiều. Ok, được cái đâu? Được không? Rồi, con béo đi. Ờ, vậy em chúc đi, em chúc cho hai bạn này là... Dạ. Hai bé có muốn không chị? Muốn chứ, bây giờ 28 tuổi rồi. Rồi. Dạ, 2 năm nữa. Dạ. 2 năm nữa. Chúc cho hai đứa đúng 2 năm sau. Ha? Dạ. Năm 2025. Ha? Sẽ chào đón một thiên thần. Hai thiên thần luôn đi. Đẻ sinh đôi đi. Đẻ sinh đôi luôn nha. Đến với gia đình của chúng ta nghe. Dạ. Rồi, một gia đình đẹp đều, một gia đình hoàn hảo. Dạ. Con cảm ơn cô chú. Rồi, có run không? Không. Dạ, không run thì giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Doanh. Là năm nay em 33 tuổi. Em làm giáo viên môn ngữ văn dạy cấp 3. Còn em? Em tên là Dương Thị Hiền, em năm nay tròn 30 tuổi. Em đang làm trong ngành ngân hàng. Dạ. Doanh và Hiền gặp nhau trong trường hợp nào? Thầy đi gửi tiền. Em gặp Hiền là qua một cái lời giới thiệu của bác. Thì thực ra lúc đó thì em đã có người yêu rồi, bố mẹ lại cứ muốn là nhờ người nọ người kia, bà con xem có cái mối nào mà nó gần gần nhà để giới thiệu. Gần quê đấy, tức dạ, là cùng quê đúng không? Dạ đúng rồi. Mà dạ, tụi em là quê ở đâu? Dạ ở Thanh Hóa. Chính vì vậy mà với nhờ mà thì nói với bác, thì bác nói như thế, bảo là bác có một đứa, bác quen với một bé, thì bé này nó ngoan hiền, nó đồng hương, mà nó dễ thương, nó có công ăn việc làm, nó ổn định, mà lại làm trong ngành ngân hàng nữa. Bác đã xem cái tướng số nó rồi, cái mày lắm, sau này tụi bay còn giàu nữa. Nói chung là bác thì lại là một thầy bói nổi tiếng ở thành phố Thanh Hóa. Ôi trời, cho nên là chính thì chắc là xem số em nhé, bác nghĩ là mai mốt mặt to tay lớn hay sao. Rồi lúc mà gặp nhau thì cái ấn tượng ban đầu như thế nào? Em chung là nó ấn tượng không tốt. Người thì lủi lủi, rồi tìm lại cô quê. Mà lúc đó nếu như em ở xa cũng chắc là em nghe điện thoại xong em bỏ em đi rồi đấy. Đấy. Còn em còn em thì em nhìn anh này là cái nhìn cái lại lâng lâng khai khai luôn rồi. Nghe chưa? Tội nhìn nữa. Dạ, bởi vì anh ấy nhìn cao giáo ngày trước, nhìn mập hơn bây giờ, đẹp trai hơn bây giờ nữa. Đấy, em nhìn cái lại phè luôn. Rồi. Như vậy là ấn tượng ban đầu là rất là tốt đối với em. Dạ. Nhưng với ông này thì muốn bỏ không về. Được lắm. Muốn bỏ về, vợ thì phê luôn, còn chồng thì bỏ về nếu rồi, được. Rồi hai cái ấn tượng nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì làm sao mà hòa hợp được với nhau? Em thì nói chung là em tương tư anh này dữ lắm. Dạ. Tức là gặp bữa đầu mà cái cách
anh nói của anh cũng chân thật giản dị nữa, mà cái ánh mắt của anh nữa, em say anh ở ánh mắt, mà ánh mắt của chồng em thì to mà có sức quyến rũ kỳ lạ luôn. Tôi tương tư sao trong bao lâu? Dạ trong vòng khoảng 2 năm ạ. Thế mà bạn không có cảm xúc gì sao? Dạ không, tại vì thực tế lúc đó em đang có người yêu. Ông nhìn cái cô này thì không ấn tượng, không có tốt. Không, nói chung là ngoài cái sự mong đợi của mình. Thế mà em không bỏ cuộc 2 năm mà em không bỏ cuộc? Không bỏ cuộc đâu ạ, mà trong thời gian 2 năm đó là cũng có người theo đuổi em dữ lắm. Em nhìn luôn luôn 66 này thôi nhưng mà có xin ngầm với chị. Rồi rất là vui. Tức là khi em cảm thấy như là tình em như là tình đơn phương vậy đó. Thì khi đó em cũng, bởi vì là khi đấy có anh công an theo đuổi em dữ lắm. Để đến ngày 22 Tết là anh hẹn em là về ra mắt gia đình. Em cũng ok luôn thì. Tức là cái anh công an kia đó, là em định là thôi để lấy cái anh công an kia đúng không? Dạ đúng rồi, thấy cũng xui xui rồi. Thì hôm đấy ngày 30 Tết đó là anh hẹn em đi chơi. Chuyện gì xảy ra? Thì hôm đó thì Vũ, cái quan điểm em là thêm bạn bất thù, cho nên là lúc cũng muốn có một người bạn để chia sẻ, để tâm sự vào cái đêm cuối buồn thôi. Đúng rồi, tại vì năm đó em không về quê nữa, rồi lại chia tay người yêu nữa, lúc đó em rất là buồn đó. Cho nên là muốn nói chuyện với nhau như một người bạn thôi. Nhưng mà không ngờ, thì không ngờ khi mà gặp cái bạn này ấy, thì lúc đó thì vẫn thấy là bạn này có tình cảm với mình, mà tình cảm nó mình thấy nó sâu, sâu bền 2 năm trời. Và thì lúc đó thì em thấy như vậy thì bắt đầu là em với mình đi tung chiêu. Tung chiêu. Rồi sao? Thế là cái lúc đó thì đi uống cà phê xong rồi, nhưng mà lúc đó thấy nhìn đồng hồ thấy cũng đang sớm, thế bảo thôi rủ đi vô Văn Thánh, đi vô đó ngồi chơi nói chuyện với nhau. Thế là vô đó cái thấy trong đó cái khung cảnh nó lãng mạn quá, tình rồi là chọn cái chỗ ghế mà nó tối nhất. Bắt đầu ngồi tâm sự, đang nhìn trời nhìn đất nhìn trăng ngắm trăng rồi xem cá ở dưới, rồi bắt đầu lúc đó thì lúc quen lúc nào ngay thì hai đứa hôn nhau, hôn một cách say đắm rồi đến nỗi ghế nó gãy rầm một phát. Trời ơi, tội nghiệp quá à, tội nghiệp điên quá à. Tôi nghe kể lại mà tới bây giờ ghế tôi vẫn còn ngã. Ôi đây nè, Hùng chắc phải có làm cái gì bởi vì cái ghế nó mới gãy được chứ, đúng không? Đúng rồi, chị nghĩ hung thường sao gãy hung ghế. Hung mà hung trời thường sao mà gãy ghế được, đúng không? Anh ơi, khi đấy hôn say đắm lắm, nói chung là mừng lắm. Mừng lắm chị, người như tê dại luôn á chị. Em hờ luôn, 2 năm mờ đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là rưng rưng nước mắt luôn chị. Và nói chung là như là cái ước mơ của mình đã được, đã được đạt được ước mơ của mình vậy đó. Và sau cái chỗ rưng ở đâu có anh bảo vệ em chạy tới. Anh nói chứ, trời ơi đây không phải là chỗ hôn nhau nha, đi chỗ khác đây. Thế xong bố, ơi em xin lỗi anh. Mấy cái đấy ước gì là có một cái hố mình chui xuống vậy đó. Trời rất là xấu hổ rồi. Nó nghe nè, tương tư anh này 2 năm mới kiếm đoạt được cảnh, đúng chưa? Không, bây giờ mình dụng việc kiếm đoạt đi. Vậy thì chắc chắn về nhà chắc là anh đoán nha, em là cái người rất là ghen, đúng không? Ôi sao anh giỏi thế. Anh nhìn mà anh biết được luôn. Em dữ lắm, thấy em đứng nói chuyện với học trò cũng ghen, đứng nói chuyện với hàng xóm cũng ghen, hồi em nói chuyện với phụ huynh lâu lâu á cũng ghen. Phải đâu anh ạ, không phải là vô cớ mà ghen đâu anh ạ. Thấy cô hàng xóm mà anh chân dài mà còn soạt xinh xinh cũng khen anh ạ. Đi ra đường hả, thấy gái đẹp cũng khen anh ạ. Trời ơi, như vậy chịu nổi không? Ở nhà thì chẳng bao giờ khen hết. Thì em nhìn ở cái góc độ thẩm mỹ thôi. Mình học văn, mình có cái tâm hồn nó lãng mạn một tí. Đúng nhưng mà thấy cái đẹp thì mình không thể nói, chứ không thể không nói ra được. Mình nói là ở góc độ thẩm mỹ thì vợ lại nghĩ rằng là mình có tình có ý với người ta, cho nên là không ghen. Thế rồi mỗi lần ghen lên như vậy là cô ấy hành động như thế nào? Nói chung là nó biểu lộ trước hết là trên cái khuôn mặt, nhìn là khó chịu lắm. Mặt sao? Mặt nói chung là nói cái mặt này câu 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 vừa nói vừa câu lên. Rồi có khi nào mà bả ghen quá rồi bỏ nhà đi không? Có ghen thì ghen nhiều, nhưng mà nói chung á thì có đi có bỏ đi, nhưng mà đi hồi về. Em bỏ đi hả? Dạ. Có bữa trời ơi chị không biết đâu, tự nhiên hai vợ chồng đang giận nhau, đang cãi nhau á, thế xong rồi anh mới bỏ anh đi. Mà bình thường chồng em ngoan lắm, đi đâu là cũng xin phép rồi. Giờ hôm đấy không có xin phép em gì hết, tự dưng bỏ đi. Em gọi điện không nghe máy. Mà bình thường mà giận nhau cỡ nào gọi điện cũng nghe máy hết. Vậy hoài cũng chuông đổ rồi, sau cuối cùng em thấy tắt máy. Ôi trong lòng em sinh nghi. Em nghi là chắc là lại đi với quần chân dài kia rồi. Thế là em tưởng tượng hai người chắc này dẫn nhau với khách sạn rồi. Em nghĩ đến đoạn đấy luôn. Bắt đầu trong lòng em nói chung là khó chịu bực bội lắm. Em lồng lộn lên luôn. Thế xong em gọi điện cho anh trai em. Anh Hằng ơi, anh Hằng, tức là trời ơi, anh Doanh anh đi với cái con chân dài kia rồi anh Hằng ơi. Trời ơi, chắc là nó trong khách sạn quá ha. Mẹ con em chết mất. Thôi anh phải đi vô khách sạn với em đây. Đi ngay đi, để cho em vô đó ha. Em kiếm chồng em ở trong đó chứ không em chịu nổi. Cuối cùng đi đâu? Thực ra thì có gì đâu anh. Thì lúc đó thì vợ chồng giận nhau thì em đi uống cà phê xem đá bóng thôi. Để cho nó thoải mái một tí chứ ở nhà nghe cầm ràm hoài à. Cái đợt đó đi bao lâu mà sao không nghe điện thoại, sao lại tắt máy? Lúc đó đang giận mà nghe đương nhiên là chịu trận thôi. Thì em xem đá bóng xong khoảng hơn 11 giờ thì lúc đó em về. Về rồi sao?
Dạ, về thì nói chung là em nhìn thấy là em mừng lắm. Em mừng lắm. Thấy hàng về dạ. Là mừng quá rồi đó. Dạ. Ở nhà chắc có lẽ là em là hay ăn hiếp chồng em lắm đúng không? Dạ, không, em thì không đâu anh. Em thì không thì có chuyện ăn hiếp đâu. Nói vậy chứ em thương chồng em dữ lắm. Nên những khi mà vợ chồng em có chuyện nóng giận á, mà chồng em la em hay là có chuyện gì hai vợ chồng mà lời qua tiếng lại á, khi mà thấy tua tiếng là em nhịn. Em ở ngoài đây vẻ dữ dằn mà thôi chứ trong lòng em yếu. Mà chồng em có hay mắng em không? Dạ, chồng em thì tính cũng nóng lắm chị. Nhiều khi cũng hay la em hay nói em. Nói chung là tính sĩ diện lắm chị. Nhìn vậy mà tính sĩ diện cao lắm. Thế nãy giờ người ta là thầy giáo mà sĩ diện là sĩ diện sao? Tức là chị ơi, ví dụ như hai vợ chồng á thì lúc nào anh cũng ngọt ngào với em, nhưng mà khi mà có người khách hay là ai đến là anh có thể hiện là ta đây là chồng. Thể hiện vậy đó chị. Nhưng mà em biết em kiềm chế được. Nhưng mà em hiểu tính chồng em sau đấy là thôi à. Hiểu tính chồng em là sao? Hiểu tính chồng em là cứ đâm nóng la và vậy thôi. Chứ sau một hồi xong cái là rồi lại vút về vợ lại dỗ dành. Cho nên thôi em để cho hồi sau cho hưởng cho sướng rồi. Còn hồi đầu thì chẳng. Mình đông mà. Mình có cái sĩ diện mình chứ. Ví dụ như bình thường có vợ chồng ở nhà thì mình có thể mình chăm sóc, mình dỗ dành nó ngọt ngào. Nhưng mà thôi, xong ngày hôm nay chương trình phát sóng rồi thì thôi hết sĩ diện được rồi, tại vì bạn bè coi hết rồi, bạn bè hiểu hết rồi, không có sĩ diện gì nữa không được đâu. Cho nên em yên tâm đi, kể từ sau khi phát sóng chương trình này rồi là ổng không bao giờ la em trước mặt bạn bè ổng nữa. Tại vì bạn bè ổng biết rồi, mỗi lần la em hết rồi giặt đi ông ơi. Chị có một người bạn á, vui lắm, ghen ngộ lắm, ghen gần giống em á, ghen mà ghen sĩ diện á. Một ngày nọ tự dưng rồi trời mưa gió vậy đó, buổi tối á, mà lên mà nói chuyện rồi đi rủ chị đi bắt ghen cùng á. Rủ đi bắt ghen ở đâu? Nó bắt ghen ở nhà nhỏ kia kìa, nhỏ thợ may á, thế này thế nọ kia, tả ý chang như thiệt vậy đó. Xong chị hỏi mày bắt gặp lúc nào? Nó tao ngủ tao mơ thấy. Ghen trong mơ đó. Ghen trong mơ. Thì giống như trường hợp của em vừa rồi hồi nãy á, cứ tưởng tượng ta suy diễn ta đi khách sạn, thực ra ta đang ngồi coi đá banh. Nhưng mà chị hiểu được là cái đó là em quá yêu chồng em. Dạ đúng ạ. Đúng không? Dạ. Từ cái mối tình đơn phương cho đến khi lấy được chồng rồi vẫn yêu y như vậy. Đó. Dạ đúng rồi, sống càng ngày càng em càng thấy khâm phục chồng em và yêu chồng em hơn. Thì chị nghĩ rằng với cái tình yêu đó em đủ để mà có thể đáp ứng được cái nguyện vọng của vợ em. Thực ra ở thời buổi này á, cái sĩ diện nên có, nhưng mà sĩ diện như thế nào cho nó đúng? Có nghĩa là cái sĩ diện em vẫn phải để chồng em sĩ diện. Dạ. Nhưng mà còn em đủ trình độ, em đủ sáng suốt để em biết là nên sĩ diện ở lúc nào và sĩ diện với ai. Dạ. 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 Xin cảm ơn hai bạn. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, wow. Dạ đúng, đúng là mà. Tuyệt vời luôn. Dạ. Hay không? Dạ. Hay không Linh? Hay không Linh? Hay không Dân? Dạ, sai rồi anh. Dạ. Sai thấy chưa? Sai hả? Thấy cái miếng của Dân Lồng Tiếng khác với bên kịch đâu. Trời ơi, nó làm gãy một cái. Cho em sung sướng đã đi, mới cho em rớt một cái bộp. Tại vì nó đâu có xuất hiện đâu. Đó, chỉ có giọng nói thôi à, mình không thấy mặt. Đó, thành ra nó chấp nhận như xích mít luôn. Dạ. Thôi để sao em đăng cho anh Thuận nè. Rồi. Thật ra cũng đúng á, nó cũng là liên quan đến giải trí á. Đó. Dạ. Sao kể. Liên quan rất nhiều luôn anh. Thôi giờ mình kể luôn đi nè. Dạ, ứng dụng giải trí. Ứng dụng kết bạn á. Thì đó, có chữ giải trí. Dạ, ứng dụng kết bạn á. Ứng dụng hẹn hò. Quen trên Facebook à? Dạ, là cái một dạ, không, một cái app hẹn hò. Một cái app hẹn hò. Dạ. Lúc đó thì kiểu như là em thấy cái nghề của mình mà chị. Mình thấy một cái gì đó mà nó lặp đi lặp lại, nó được quảng cáo quá nhiều lần với mình á, là mình sẽ phải nhấp vô coi thử nó là cái gì. Thì cái đó không phải là Tinder. Cái đó nó gần giống như Tinder á. Thì em vô coi thử nó là cái gì. Thì em vừa vô một phát vừa cũng làm hồ sơ, cũng ghi tên tuổi rồi này kia, hoành tráng lắm. Xong cái một loạt người nhắn tin luôn. Thế em thấy một cái avatar nhắn tin cho mình là có một cái mic trước. Mà em là người cực kỳ, cái nghề của mình mà rất là bị thu hút với những người có làm việc với cái mic. Một là họ hát hay, hai là họ nói giỏi. Hai trường hợp cái này mình cũng thích hết trơn á. Thế là mình chấp nhận nói chuyện lại. Và chỉ nói chuyện với một mình anh này thôi. Vì cái mic thôi. Bởi vì anh có cái mic. Dạ, về cái mic thôi. Rồi hai tức là sau đó thì hai bạn tức là nói chuyện bằng chữ hay nói chuyện bằng voice? Dạ, bằng chữ. Mic. Hả? Không, bằng voice. Tại vì nếu mà mới nói chuyện bằng chữ thôi mà em đã đổ rồi thì bạn này mà bạn nói chuyện bằng cái giọng lên chắc em chết luôn á. Dạ, đó đúng là không? Một câu chuyện dài. Thôi bây giờ tiếp theo nè. Đó là chắc chắn là em ấn tượng bởi cái avatar đó. Dạ. Cho nên là em mới pin lại đúng không? Dạ. Đúng rồi, sau đó là bắt đầu trò chuyện với nhau. Dạ, anh tụi hỏi em nè, là đa số nói em chuyện. Em là chủ động làm quen với cô này hay sao?
à, lúc đó sao nhỉ? Đúng anh rồi, cũng không nhớ. Anh chủ động, anh nhắn tin. À, em có chủ động nhắn tin thì phải ha. Ừ. Thì lúc đó là thấy trên cái avatar cô này á, là avatar là cái hình ảnh rất là dễ thương và nụ cười rất là tỏa sáng. Dạ. Thì cái app này á là nó chỉ được nói chuyện với một người đầu tiên thôi. Ủa? Người thứ hai là bị tốn tiền. Vậy hả? Thành thứ ra là cái người đầu tiên mà em vô em nhắn tin hai này nọ là cũng là vợ em bây giờ luôn. Dạ, đó là em thấy như là một cái duyên. Cái duyên. Thì tụi em nói chuyện qua lại coi như là nói chuyện tám nói với nhau thôi. Rồi nhây qua lại nhây thế này thế kia. Thử nhây như thế nào thì cô này cũng nhây lại với mình như thế ấy. Ừ. Cho nên là em cảm thấy là nói chuyện thoải mái. Hợp. À, có thể nói là hợp anh à. Thì kéo dài đâu được vài ngày á. Thì thôi cho số phone đi. Để cái gì trò chuyện nó rõ hơn. Thì có một lần cô này anh nhớ nhầm rồi nè. Đâu? Không phải. Dạ, là vẫn nói chuyện trên đó. Em không có dễ cho ai cái số điện thoại của em hết. Anh chắc là anh nhớ nhầm cô khác. Dạ không. Rồi giận, giận luôn. Nhờ cái bữa nay mà giận luôn mới biết mới lộn á. Sao nè? Không, à, lúc đó là em nói chuyện với anh đâu được khoảng tầm 3 ngày á. Thì à, em nhớ luôn cái khoảnh khắc mà em có cuộc hẹn đầu tiên với anh này. Là em mở cái app đó ra, em đang ngồi ở một quán bia lề đường. Lúc đó em chỉ ngồi có một mình thôi. Em nhớ rất kỹ là bởi vì cái khoảng thời gian đó gần như là ngày nào em cũng ra ngồi ở cái quán bia lề đường đó. Là sao vậy? Chắc là đang lúc đó chắc là đang có chuyện buồn đúng không? Dạ. Không, em cứ trải lòng ra. Cứ bình thường thôi em. Em nói cho anh chị nghe đi. Dạ. Em có một cái dẹp ở cổ này mà có thấy không? Cái khoảng thời gian đó là em đang, tức là trước đó 2 năm em chia nó với một căn bệnh. Và em nghĩ là em đã thành công rồi. Và năm trước, cái năm mà em gặp anh á, là em đã gọi là xạ trị xong hết rồi. Thì em nghĩ là em đã vượt qua rồi. Em đã có thể quay lại được với công việc của em rồi. Quay lại với cuộc sống của em rồi. Thì đùng một cái bệnh nó tái lại. Mà cái năm trước nó kinh khủng đến mức độ là em đã xác định là mình phải đứng trước cửa tử rồi. Mình sẽ không vượt qua nổi rồi. Thì mình đã vượt qua được một lần rồi. Mình đã quá kiên cường rồi. Em nghĩ là em đã thành công rồi. Thì giờ em lại sụp đổ. Khi mà em đi kiểm tra lại thì thì bill nó tái lại. Mà đây là lần thứ 3 tái lại rồi. Wow, cái dạ. tiếng giáp đó đúng không? Dạ đúng rồi, lần thứ 3 tái lại rồi. Em gọi là em rơi vào tình trạng như là tuyệt vọng luôn đó. Vì em quá mệt mỏi với cái việc là phải đấu tranh với một cái căn bệnh mà nó dai dẳng à. Cái sự dai dẳng nó mệt lắm. Lúc đó em chán đời lắm. Cái chuyện mà em nói chuyện, em gặp gỡ với người này kia hay là rủ một ai đó chưa quen biết để đi uống bia với mình là điều không thể trước giờ với tính cách của em. Nhưng mà ngày hôm đó em đang nhắn tin với anh này, em gọi anh ơi đi ra để uống bia với em. Em gọi luôn. Anh đi không? Anh đi ạ. Sao không đi? Em có đi không? Thì lúc đó thì em cũng đang rảnh á anh. Rồi nghe cô này cũng mới gặp qua app thì cũng nói chuyện thấy cũng có duyên, cũng dễ thương nữa. Mặc dù bằng tin nhắn thôi, nhưng mà mình thấy là cô này rất là cởi mở và có duyên, nói chuyện dễ thương và tràn đầy năng lượng. Rồi ra là em gặp. Rồi ra quán bia lề đường đó. Lần đầu tiên em gặp cô này ở ngoài đời. So với những cái hình ảnh trên avatar thì em có ấn tượng gì về cô ấy? Khi mà lần đầu tiên em gặp chỗ nhớ trên đường Phạm Văn Đồng em ha. Gần ngay đường ray xe lửa. Thì lúc đó là khi gặp cô này á, lúc đó là ánh đèn cũng không có sáng lắm. Thì em chỉ nhìn lướt qua thì em kêu là không đẹp như ở trên avatar. Có lẽ là do hình ta cà quá. Đúng rồi. Thì nhưng mà bù lại anh à, bù lại lát sau mình nói chuyện, mình cùng ly bia mình uống, rồi mình nói chuyện với cổ, mình trò chuyện với cổ, thì bù lại là cái năng lượng của cổ và cái sự vui vẻ nhiệt tình của cổ và cái sự kể chuyện líu lo không có điểm dừng, cái cách kể chuyện đó. Dạ. Thì nó làm thu hút mình. Nó giống như là nó xua đi cái sắc đẹp, nó gạt cái sắc đẹp qua một bên. Dạ. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Đã có cảm tình rồi đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, cái thời điểm mà em nhắn hẹn anh này á, thì lúc đó cái bệnh của em nó như thế nào? Dạ, lúc đó là nó tái lại mà nó chỉ số nó tăng đột biến luôn chị. Tức là em không có nghĩ là cái
nếu như á đáng ra nó tăng ở một cái mức độ mình có thể uống thuốc thôi thì có thể là mình sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà cái nó tăng đến cái mức độ là mình một là phải xạ trị lại, mà xạ trị lại là quá mệt, đuối lắm. Thì giờ chỉ có thể là mổ thôi, chỉ mổ thôi. Mà lúc đó sợ, em cũng sợ mổ, em cũng rất là sợ mổ. Em sợ sẹo này, em sợ nhiều thứ lắm. Nhưng mà có thể là mọi người, anh chị nghe thì có thể sẽ thấy nó hơi phi lý. Tại sao em chán đời, em đi uống bia mà ra em gặp anh này em lại líu lo. Thì đó, chị mới nói là tại sao trong lúc đó như vậy mà em lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Dạ, cái con người em nó hay lắm. Một mình em á thì em buồn. Em buồn gọi là em buồn chết đi sống lại, em buồn thậm chí em muốn tự tử luôn á. Nhưng mà em gặp người khác em không bao giờ truyền cái năng lượng tiêu cực vào cho người khác. Em luôn luôn muốn cái tích cực nhất khi em gặp người khác. Em vui vẻ nhất, em tích cực nhất. Thành ra là em không có nói cái chuyện buồn của em với ảnh. Em chỉ coi anh là một người tới gặp nói chuyện vui vẻ để mình quên đi những cái mà mình đang gặp phải, chứ không phải là một người mình gặp để mình tâm sự cái chuyện buồn của mình. Thành ra là em sẽ giấu cái chuyện ở đây, em không nói ra mỗi lần. Lần đầu tiên gặp nó cái nói một cái câu chuyện buồn, một chuyện buồn như thê thảm, và cuối cùng câu chuyện không đi tới đâu cả. Dạ đúng rồi. Nhờ anh đi về luôn. Nhưng mà hôm đó thì cái ấn tượng của em với anh này như thế nào? Đó, đang định hỏi. Anh là anh có cảm tình với em rồi đó. Đó, mặc dù không đẹp nhưng mà được một cái là dí dỏm. Quá nhiều năng lượng. Líu lo. Dạ. Năng lượng mang đến cho tôi một cái năng lượng tích cực rất là dồi dào. Thế là tôi có cảm tình. Thế còn em thì sao? Em á, cái đầu tiên em thấy là em mắc cười. Ảnh xuất hiện như cái cột đèn giao thông vậy á chị. Bảy sắc cầu vồng hả? Dạ, dạng vậy á. Đỏ, tức là vàng, xanh. Chắc vậy. Em nhớ là ảnh mang một mang đôi dép màu đỏ, mang cái quần màu xanh da trời, quần đùi màu xanh da trời, và một cái áo phông màu vàng. Chị thấy đủ ba màu chưa ạ? Ba màu là ấn tượng luôn, pha được cả một bảng màu luôn chị. Vậy là em có thể là anh em cột chèo hoặc là anh em kết nghĩa danh quyền linh được rồi đó. Nếu mà nói về nam thanh niên mà đi dép đỏ là chị thấy chỉ có quyền linh dám thôi. Nói chung là em còn tưởng ảnh ảnh gì luôn. À, 3D đúng, ảnh công đúng không? À. Nói vậy thì đó, à. Nhưng mà sau cái buổi trò chuyện không, để chị hỏi, lúc đó em có cảm nhận là con bé nó tưởng chị em, nó tưởng mình là chị em với nó không? Dạ không, em cũng cố gồng chứ. Gồng hả? Gồng có nghĩa là có gồng là khó đó nghe. Gồng ở đây là cái gì? Mình gồng, mình cứng cỏi, mình không có phải là gọi là quá mềm yếu. Và khi mà cổ kêu em uống bia, mặc dù em không biết uống bia, mà em cũng cố em uống. À, đó là em gồng với gì nữa anh? Đúng không? Dạ. Cầm cự đó. Cầm cự. Hôm đó sau khi về là ngất ngư luôn. Ủa mà uống bao nhiêu rồi chai? Hôm đó em gọi đâu là 6 chai bia, nhưng mà chai bia là bia gammer, là bia dạng độ cao hơn so với cái bia bình thường á. Là mỗi thằng uống 3 chai. Em 3 chai. Về là uống 3 chai. Cái dòng mà không biết uống bia mà quất cho ba chai nặng nồng độ cao hơn bình thường. Là lúc đó là em không có đi bộ nên em bay lửng rồi. Dạ, đêm đó về chắc sập hầm đúng không? Dạ chắc có lẽ là hôm bữa là sao mà em vẫn còn rất là tỉnh táo anh chị ạ. Thì em vẫn nói chuyện được tới khuya gần 11-12 giờ gì đó ha. 11 giờ mấy 12 giờ thì rồi sau đó thì cổ qua gần công ty của cổ lấy xe. Em đưa giùm qua đó để lấy xe và em cũng chạy về nhà xong mà tỉnh luôn rồi đó. Dạ, thì về nhà nói chung là cũng hơi bị nằm trên ghế bố thì cũng hơi lất lư một xíu. Nhưng mà cũng không sao, lau mặt rồi xíu cũng tỉnh táo. Dạ. Tại vì mình có khoảng thời gian để cho nó ngưng đó. Để cho coi như là hồi dương lại đó. Cho nên là anh nghĩ không đến nổi. Không có chứ đâu. Chứ bữa đó mà quất thêm 4-5 chai là mệt. Không có đâu, chị nghĩ là nếu như bạn này mà bạn đi nhậu với lại cùng giới á, là chắc chắn là bạn xỉn. Nhưng mà vì khác giới á, thì cái người ta nó gọi là cái chất mà testosterone á, cái testosterone á, nó tiết ra nhiều á, thành ra nó chế ngự được cái nồng độ bia đó. Đó đúng thiệt, cho nên em mới kèm được. Có đó có thể là niềm vui đó anh chị. Đúng rồi, tại vì bạn gặp được một cái sự thú vị ở cô gái nó này. Gọi là cái gì, cái đó nó gọi là cái hormone đàn ông á, hormone đàn ông nó tiết ra chế ngự cái bia xuống đó chị. Ủa, nó thiệt đó, nó làm mình mạnh mẽ hơn phải không chị? Là ông này là đàn ông thật mà sao đàn ông mà chị không có nói là đàn ông. Em cũng vậy thôi. Ví dụ như là giờ em đi uống bia với bà Minh Dũng chẳng hạn là em xỉn liền. Em mệt lắm. Em xỉn liền, nhưng mà đi uống bia với Gái mà đẹp nữa. Đẹp là em không có xỉn, chị đảm bảo em luôn. Phải không? Lâu quá tại không uống. Thử đi. Tại nhà uống với vợ không. Thử đi, Liên nó không biết đâu. Rồi, bây giờ kể từ cái buổi mà đó, đã uống bia đó, đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau?
Dạ tụi em đâu có yêu. Đến giờ này tụi em cũng đâu có yêu. Ờ, tụi em chưa một lời nói tỏ tình, cũng chưa một lần cầu hôn đó nha. Trời ơi, em có lỗi quá rồi. Ủa nhưng mà phải có một cái điểm chứ. Phải có một cái cột mốc để gọi là hai đứa là chính là thức được quyền yêu nhau. Đúng rồi, một cái ranh giới mà với cái cột mốc thì mới được quyền nắm tay nhau. Đúng rồi. Mới được quyền này cái nọ đồ này kia chứ. Trời. Có thể đó là chuyến đi Hà Nội của em. Em nó phải... không nói gì luôn mà nó bắt bụi phấn của em vậy đó hả? Dạ như thế này. Câu chuyện đầu đuôi là em phải đi khám ở Hà Nội để khám với bệnh của em đó. Thì lúc đó thì anh em nói chuyện cũng giống như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau rất là thân thiết rồi. Thì em cũng có chia sẻ là bây giờ em đi Hà Nội vậy đó. Xong thôi em đi đây. Anh bảo anh chưa biết Hà Nội là gì, thôi để anh đi về. Ok đi thì đi. Thì hai đứa đi vô đi ra Hà Nội. Thì mới bắt đầu đi khám chung với nhau, rồi đi du lịch chung với nhau. Thì từ sau đó thì mới bắt đầu có cái dấu hiệu của cái việc nói chuyện mà sự thân thiết hơn một tí. Còn trước đó là hầu hết là công việc này, rồi là tám ba lát ba xài, mình chắc chưa bao giờ nói gì đến chuyện yêu đương hết trơn á. Vì em cũng không có muốn đặt một cái mối quan hệ nào sâu á. Chị thấy là... Nhưng mà lúc đó là em đã nói cho bạn biết là em bị tuyến giáp chưa? Sau một thời gian nói chuyện với nhau qua lại á, thì em có nói. Có nói. Em nói. Và cái chuyến đi Hà Nội đó là em cũng biết là vợ em bị tuyến giáp rồi đúng không? Dạ. Là đi khám cái tuyến giáp. Thì lúc đó là vợ em đi một mình. Ừ. Dự tính là đi một mình. Thì em mới nói là trong thời gian này anh cũng đang rảnh. Với lại anh cũng đang một mình mà. Thì anh đi cùng em cho yên tâm. Thì lúc đó thực sự là tụi em cũng chỉ là nói chuyện qua lại, chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương, chưa bao giờ nói chuyện đến chuyện tình cảm cả. Chỉ là thông qua nói về công việc, rồi nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Rồi cũng hay gặp nhau để đi ăn uống cà phê thôi. Dạ, cũng chưa có thể hiện gì hết á. Thì cái chuyến đi Hà Nội đó thì em đi với cổ đi đến bệnh viện Bạch Mai để mà trị bệnh. Rồi sau cái khám bệnh xong thì tụi em cũng có đi du lịch chỗ này chỗ kia. Dạ. Thì nói chuyện qua lại lúc đó thì có nắm tay rồi chụp hình cho nhau này nọ. Thì tối về khách sạn thì đi đặt thì đặt hai phòng. Mà về thôi trả phòng cho rồi. Trả bớt phòng cho đỡ uống tiền đúng không? Dạ. Đỡ uống tiền. Thật ra là nó tới cái máu của em rồi. Nó len lỏi vô cái máu đó. Em hỏi đó. Em hỏi về cái chuyến đi du lịch đó các bạn. Sinh sống làm sao rồi. Ăn ở làm sao. Chưa gì đã kể luôn rồi. Để thôi giờ kể luôn đi em. Ha. Nó vô cái máu của anh rồi. Đúng không? Tới chỗ này là cái máu của anh. Dạ dài lắm anh. Như vậy nè. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Dạ. Vậy đó. Là trong cái chuyến đi đó luôn. Dạ. Dạ. Đúng không? Dạ. Buổi chuyện gì tới nó tới. Thì tụi em đi lên. Ở đâu nhỉ? Ở cái. Ở. Cái gì ở mình đi trảng bàn gì từ ngoài Bắc mà cũng trảng bàn trảng bàn trảng bàn trảng bàn trảng gì đó từ ngoài Bắc mà ông ra tới trảng bàn. Dạ em đi Tràng An. Em đi Tràng An về mà trên đó là có một cái em có đi tới cái miếu mà lên đó cái cầu á. Thì mọi người hỏi hai mấy người cứ viết phiếu cầu bảo là tụi em cầu gì, hai đứa này có phải đi chung với nhau có phải cầu duyên không. Dạ không, mỗi đứa xin một số phiếu cầu cái này rồi cầu cái kia chứ không động chạm gì nữa. Hai ông bà gặp đi với nhau gì mấy ông bà ghi vậy, đi với nhau là duyên số chắc rồi. Ghi phiếu đây. Dạ không, ngày thì khẳng định là không nhưng mà đêm về thì chuyện gì tới nó là tới. Sau khi đi Tràng An về thì mới trả bớt một phòng đúng không? Dạ đó. Dạ. Tự nhiên ảnh trả xong ảnh kêu là phòng ảnh có vấn đề á, xong ảnh chạy qua ảnh kêu là thôi mất công thuê phòng nữa thôi. Cho anh ở đây một đêm. Rồi sau đó đêm đó thì ảnh hốt em thật luôn. Ra các bạn nói không có gì nhưng mà qua cái cách chia sẻ với các bạn thì mình nghĩ rằng là thực chất là các bạn cũng đã cảm mến nhau rồi, cũng đã có gì với nhau rồi, chẳng qua là không có một cái sự gọi là cái lời lẽ danh chính ngôn thuận thôi, thôi. Để coi như là chốt hạ chứ em ở đâu... là của tôi và tôi sẽ là của em chứ ở đâu ra mà đi rảnh ra người ta đi Hà Nội thì cũng đu theo là cái gì. Tôi rảnh rồi tôi đi theo em đúng không có. Em rồi không có rồi không có thì làm sao mà có cái chuyện tự nhiên đưa một người con trai mà đi theo mình làm gì. Em mới thiệt một phụ nữ một đứa con gái mà bây giờ chấp nhận trong thằng trai đi là theo phải mình. Có chứ có, ừ có. Là ngay đêm đó luôn đó đúng không, ngay đêm đó là chuyển hướng sang một cái tình cảm khác đúng không. Dạ không. Không chưa luôn. Bé nó luôn luôn phủ định hết tất cả nhưng mà thật sự là có. Thật ra nói chính xác á, nói không có thì là nói sạc. Nhưng mà em sợ.
Em sợ nhiều cái lắm. Thứ nhất là bởi vì cái sau khi em đến thì việc đầu tiên là đi khám thì nó đã không khả quan rồi. À, tức là kết quả vẫn là không khả quan. Tức là em chắc chắn em phải mổ hoặc là làm gì đó. Nó và lại lần này nữa thì làm sao mình biết được mình có sống hay không chị? Năm ngoái mình đã như vậy rồi, mình đối diện trước cửa tử rồi. Mình có sống hay không? Chưa kể là em bị cái bệnh này, rất là nhiều người nói bị bệnh này dễ bị vô sinh lắm. Em không nghĩ đến chuyện là mình sẽ tiến xa. Trong lòng thì có sự cảm mến. Để cho ảnh hốt mình luôn á, là bởi vì trong đầu mình nghĩ thôi lỡ đâu mình sau cái chuyến này mình không qua khỏi thì thôi mình làm cái hư lần coi. Thử với người mà mình không chưa yêu á, coi thử cảm giác đó hư hỏng nó như thế nào, cảm giác hư hỏng được lần nó như thế nào. Dạ vậy đó, chứ còn yêu thì em không dám đặt nghĩ tới đặt một cái sự nghiêm túc nào cho cái mối quan hệ này hết. Vì mình chưa biết tương lai của mình như thế nào thì làm sao mà dám. Rồi nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà Sang có hiểu là thương như vậy không? Dạ. Em có hiểu là cổ có cái cảm xúc như vậy hoặc cổ có một cái chủ định như vậy không? Thì qua nói chuyện hai đứa với nhau thì cổ cũng nói là sao cũng được, em sao cũng được. Cái cách thể hiện của cổ là thấy giống như là bất cần. Ở em thì như thế này, em cảm mến thương á là quý trọng con người cổ. Thứ nhất là năng lượng, thứ hai là hòa đồng vui vẻ với mọi người. Và khi cổ bệnh như vậy nhưng mà cổ cũng không có phải than thở quá nhiều với mình. Thì em nghĩ rằng với lại cổ nói chuyện với mình với một cái kiểu rất là hiểu biết về cái công việc đang kinh doanh của em nữa. Dạ, thành thử ra là chia sẻ nhiều về cái công việc. Rồi thấy cổ là một người rất là trưởng thành trong cái cách suy nghĩ nữa. Dạ, với lại cái phần ngày lúc đó là em nói thật là tại vì trước đó là em cũng có quen bạn gái nhưng mà không thành công. Rồi trước đó nữa thì em cũng đã có một lần gia đình và em cũng đã ly dị. Vì vấn đề chính, lý do chính lớn nhất là em không có con. Dạ. Thì sau trải qua một thời gian 4-5 năm thì tụi em chia tay. Thì sau đó em có quen thêm hai cô nữa. Thì em mới nói trong đầu là vì lý do là không con cho nên là mình, bác sĩ nói là mình chậm con và bị dị dạng hay là bị rất là chậm là tất cả là lỗi do mình. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như mà mình tiến tới một cô nữa, biết đâu mình làm hại cuộc đời của cổ nữa. Cho nên là nếu như thực sự trong lòng của em nói, nếu như cô nào mà mình có cảm tình, mà mình đã gần, mà cổ đậu thai, thì em sẽ cưới. Nếu như mà mình cưới rồi lại thất bại vì vấn đề con cái thì lại làm tội cho người ta. Cho nên là khi mà gặp Thương, Thương cũng trải lòng với mình. Mình cũng thoải mái với cổ. Và tụi em gặp nhau như một cảm giác là mình là chính mình. Mình không phải gồng để thể hiện cho người khác thấy là mình là con người phải cứng cỏi hay là con người phải thành công hay là con người phải thành đạt hay là con người phải cái gì đó để cho người khác thần tượng. Mà tụi em sống theo khả năng của mình, bản lĩnh của mình, tính cách của mình. Mà mình không sợ người khác phải cười, không sợ đối phương phải cười mình. Nhưng em cũng thể hiện cái tính tưng tưng của mình. Và có thể đôi khi nhây mà Thương vẫn chấp nhận. Nhưng có những cái mà cũng Thương cũng thể hiện một con người khùng khùng điên điên, nói này nói kia, nói bóng gió trên trời dưới đất, nhảy nhót như chim hót mà em vẫn chấp nhận. Thì đó là sao? Khi người khác chấp nhận con người của mình, mình là con người hạnh phúc. Đúng rồi, hay quá. Thì cho nên là lúc đó là sao? Tụi em cũng không có nói về cái việc tình cảm, nhưng mà trong thâm tâm là tôn trọng đối phương. Bởi vì em nghĩ rằng nếu như mà tình yêu á, thời gian có thể phai nhạt, nhưng nếu mà cái sự tôn trọng của mình với họ, người ta có cái để mình tôn trọng, mình nể, thì nó sẽ lâu bền hơn. Cho nên là lúc đó là tụi em cũng xả cán với nhau vậy đó. Rồi sau khi về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có vô bệnh viện Đại học Y Dược khám. Rồi sau đó là về chi phí, rồi về viện phí, rồi về bác sĩ thăm khám rồi tùm lum các thứ. Thì em thấy cũng hơi bị khó khăn về vấn đề là thời gian đi lại để trị bệnh, mà bác sĩ ở đó thì cũng nói là không khả quan. Thành thử ra đó, một cơ duyên nữa đến với tụi em là người trị bệnh hết cho Thương sau này chính là anh trai của em. Dạ. Tức là khi mà gặp anh Sang á là cuộc đời của em chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Ồ, anh rất muốn nghe nha. Đến thì cái giai đoạn mà em gặp anh lúc trai của mà Sang. Em điện thoại cho anh trai của em. Anh trai của em là bác sĩ. Dạ, bác sĩ Hoàng ở bệnh viện Ung bướu. Thì em mới điện thoại cho ảnh là em nói về
em có một người bạn đang bị bệnh cường giáp, mà với tình hình là đi ra bệnh viện Bạch Mai đã điều trị một lần rồi mà cũng không hết, bây giờ nó tái nhiễm lại thì anh có cách nào hay không? Thì anh nói là cái này thì ảnh sẽ điều trị thôi. Thì lúc đó là ảnh kêu là em chở bạn qua đi để anh khám. Thì anh khám xong thì anh kêu là hẹn ngày mổ thôi. Chứ không phải như nói như bác sĩ Hằng Hai là một là mổ hay là uống thuốc, nhưng mà nó sẽ không hết. Thì anh của em thì nói sẽ trị được. Thành thử ra thì đến cái ngày mà mổ á, thì em cũng bận công việc, em không có đi qua. Thương đi một mình, lúc đó mẹ Thương lên chăm cho Thương. Thì mổ xong rồi á, thì anh của em mới điện thoại cho em là mổ xong rồi nha, ca mổ rất thành công, rất là bình thường, không có vấn đề gì lo đâu. Thì lúc đó là tụi em là cũng chỉ là cảm mến nhau thôi, chưa nói tiếng yêu tiếng gì cả. Rồi em cũng bận bịu rồi xong đó, bữa đó xong việc là em mới qua. Em qua rồi cũng gặp mẹ Thương, em cũng chào. Mà lúc đó em đi cùng với hai người bạn nữa. Và hai người bạn nó cũng rất là mến Thương. Thì xong cuộc nói chuyện nó cũng về. Rồi sau cái lần trị bệnh đó, sau cái lần nằm viện đó, về nhà em chơi. Rồi có ba em lên, rồi cũng qua thăm bác này nọ. Rồi sau đó là Thương về, thì em mới nói với ba em là Tết này có con dâu nha ba. Mà trong khi ba em là trước giờ trông mong lắm. Trông mong lắm. Nhưng mà ba cũng là... biết là em khó có con đúng không? Dạ. Thì cho nên là khi mà lỡ làng như vậy rồi sau này có quen nữa rồi, em cũng nói với ba, mà em không có nói là em có người này người kia gì cả. Thì em mới thấy là ở Thương có những cái điểm mà mình đáng để mà gắn bó. Với một cái khoảng thời gian gọi là quen cũng dài lắm anh. Cũng gần 6 tháng chứ mấy đùa đâu. Thì dài sọc luôn á. Dài lắm đúng không anh? Dài lắm. Thì cũng tìm hiểu cũng kỹ rồi. Cũng cảm nhận được rồi. Quan trọng là con tim mình cảm nhận. Chứ bây giờ mà thời gian dài quá nhiều khi nó bị nguội lạnh đó anh. Nếu mà dài dài năm thì nguội lạnh mất. Cho nên là em cảm nhận là con người này không nên để đánh mất. Cho nên là lúc đó là khoảng đâu được 3-4 tháng thì ba em lên chơi á, thì sẵn tiện em nói với ba luôn. Em nói là ba ơi, Tết này có con dâu nha. Rồi chù choà, thiệt không mày? Đừng có nói tao mừng nghe. Tại vì lúc đó là ba em nói tiếng Quảng. Ê, thiệt chứ ba, thiệt chứ. Mà nếu rứa thì lòm sớm cho ba mừng. Đó. Thì em nói như vậy đó. Rồi sau đó là tụi em cũng lúc đó có bàn chuyện tính sao mà. Lúc đó sao ta? Quên hả? Dạ, quên như thế này nè. Khi mà gặp anh Sang á, thì cuộc đời của em chính thức bước sang một trang khác, là giống như anh Sang có chia sẻ đó, là bệnh của em được chính anh trai của anh chị khỏi hoàn toàn luôn á. Bây giờ em chỉ, tức là em cắt hết toàn bộ cái biếu, bây giờ em chỉ có uống hormone thay thế thôi. Và sức khỏe của em mà trộm vía đến thời này, thời điểm bây giờ là sau khi em sinh hai em bé xong thì em vẫn rất là ok. Trời đất ơi, sinh một cặp luôn, hai em bé ớn thiệt chứ. Sau đó là ba về đúng không? Dạ, không qua. Sau đó thì em có một cái, tức là sau cái ca mổ này thì em bắt đầu cảm nhận rằng là anh chồng nhà mình, anh này á, em có hai cái linh cảm. Em có linh cảm, thật ra không phải hai cái đâu. Em có linh cảm rất là mạnh mẽ với phụ nữ mà. Linh cảm thứ nhất của em, ông này chắc chắn là chồng mình. Tự nhiên vậy á chị. Mà linh cảm thứ hai á là em với ảnh chắc chắn sẽ có con với nhau. Rất hay mạnh vậy? Mẽ luôn, cực kỳ mạnh mẽ. Mà em nói với em còn nổi da gà nè. Và một cái thứ ba là em và ảnh gặp nhau, thôi cái này từ từ nói đi, chứ chưa thành hiện thực. Cái hai cái đầu thì thành hiện thực rồi. Ok, thôi thì chúng ta chỉ nói hai cái thành hiện thực trong ba đã là tuyệt vời rồi. Dạ. Quá rồi. Ủa nhưng quá mà em hả? Là hai đứa mà mấy năm? Dạ em 2 năm. Năm 1 á hả? Năm 1 đúng không? Dạ. Dạ em cưới nhau năm 2000. Lia lia cho anh. Không, bây giờ cái điều mà chị muốn hỏi nhất nè, chị với khán giả là đều cái cảm giác của em khi mà em biết tin vợ em có bầu á. Em nói chị nghe coi, bởi vì Sang á, đó, rất muốn biết là cái dạ, cái cảm giác của em mà cái lúc đầu tiên đó. Cái lúc đó là vợ em sáng đó là bình thường tụi em vẫn ngủ dậy rồi bình thường rồi đi ăn sáng thôi. Tại trước đó là Thương là người chủ động mang đồ tới nhà em. Ở rồi ở đó tầm một tháng ha, một tháng rồi đi du lịch rồi xong rồi về. Thì một ngày đẹp trời, một buổi sáng thức dậy, Thương cứ đập anh dậy em cho anh này nè. Xong anh coi đây là cái gì, phải không? Rồi cái em mới coi, em mới thấy là em không biết đó là cái gì.
Tại vì cái que thử thai bằng nhựa mà cái loại nó lạ lắm, em chưa có thấy. Mình có coi cái đó bao giờ đâu. Dạ, mình coi cái, mình thấy cái loại giấy thôi. Còn cái loại nhựa mà em thấy nó cũng hai vạch. Cái em nè, cái gì đây, cầm đi rồi em lăn ra em ngủ tiếp. Dạ. Em nói cho ông này ngủ say rồi sao? Em có được hai cái vạch đó là hận người em nó run lại bẫy luôn, mà cái này nó cũng tâm linh lắm. Để cho em kể như này là em khi mà bắt đầu em xong cái bệnh của em rồi, em đã có cái linh cảm đó rồi, em chơi lớn một lần luôn. Lúc đó cũng chưa nói tiếng yêu, cũng chưa nói tiếng đương gì nhau hết trơn á. Em xách một cái cặp em để trên cái bàn làm việc của anh cái rầm. Em ở đây một tháng nha. Mà trước khi đi qua là em nói với mẹ luôn. Em có nói với mẹ là mẹ ơi, con chơi chuyến này con chơi lớn luôn, con lớn rồi. Công việc của ảnh á thì là làm thứ bảy chủ nhật. Công việc của em á thì làm các ngày trong tuần. Nếu như mà em không chơi lớn một lần á, cứ một lần tụi em gặp nhau á chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ. 1-2 tiếng đó là 1-2 tiếng là lượt nhất, xinh đẹp nhất, thơm tho nhất. Thì làm sao biết được điểm xấu của nhau? Lỡ về rồi, lỡ cưới về rồi có vấn đề gì thì sao? Thế là em chơi lớn luôn, em xin phép mẹ đàng hoàng. Sau em qua em đặt cái cặp lên một cái rầm. Em ở đây 1 tháng nha. Ổng cũng ở thì ở thôi. Và sau 1 tháng đó thì bắt đầu mọi thứ em cảm thấy ổn rồi thì em mới xin con. Xin con nha. Em là em khi mà em bắt đầu có bệnh á là em hay đọc chú Đại Bi. Thì có một lần em đọc em mới xin là con là có cái cảm nhận là hai tụi con là có duyên với nhau rồi. Vậy nếu như mà cho con có phận, tụi con có phận với nhau thì xin cho con một đứa con. Sau cái lời em xin đó thì tháng đầu tiên em có dấu có thai. Và tháng thứ hai thì em có thai. Dạ. Có dấu có thai là sao? Tức là dấu báo thai của phụ nữ mình là em y, tức là phụ nữ nén sao á là em y chang như vậy luôn. Dạ, em trễ kinh 10 ngày lận. Em còn là em đi mua que về thử, em âm thầm thôi thì nó không phải có thai chị. Thành ra trong nhà em á mới có sẵn một cái que thử thai rồi. Thành ra đến khi mà em đến tháng tiếp theo em không phải trễ 10 ngày nữa mà là em trễ 20 ngày luôn. Em lúc đó thì em lại bắt đầu buồn. Em ra quán cà phê em ngồi có mình thôi. Lúc đó em mới gọi điện cho anh Hoàng, anh của ảnh á. Em hỏi là anh ơi, em hỏi thật là cái bệnh này của em có liên quan đến đường kinh nguyệt không? Chứ sao mà tự nhiên tháng trước thì em trễ vậy, tháng sau thì em lại trễ như vậy. Anh bảo là cái này anh nói thật nha. Em thử thai đi. Chứ cái bệnh của em không liên quan gì hết. Dạ. Thế là em về. Xong cái sáng em dậy em thử thai, trời ơi nó lên hai vạch đậm lè luôn. Trời đậm. Tay chân em rung lẩy bẩy, người nó mừng làm sao á kêu. Bởi vì mình xin con mà mình được như vậy tức là ông này không phải duyên nữa mà là phận rồi. Vừa phận vừa nợ vừa nần ở đâu là vậy? Phải dính luôn đó. Không, vậy là bây giờ phải nghe bạn này lúc khi bạn này mà tỉnh tuồn, khi mà tỉnh tuồn rồi nhìn thấy hai vạch. Không phải nhìn hai vạch luôn mà em biết là em có con á thì em như thế nào? Tại vì suốt quá trình bạn em đinh minh là bạn không có con. đúng anh Thuận à. Tại vì mình trông mong quá nhiều. Và khi đến với mình á, mình cứ ngỡ như bà này Photoshop để lừa mình. Đến mức như vậy luôn. Đến mức. Cho nên là em kêu thôi đừng có chơi. Rồi em nằm xuống. Cái cổ lại tiếp tục đập. Anh không tin hả? Thôi tôi ngủ đi, không nói nữa. Thế rồi sáng 7 giờ. Lúc đó là 7-8 giờ thì em cũng không phải ngủ say gì mà ngủ cũng liêm diêm thôi. Thì cổ cũng để em ngủ rồi sáng đó thì cổ kêu em dậy xong rồi nói cái này em nói thiệt á là mình có con đó. Thực ra trong lòng em lúc đó là mới dâng trào lên cảm xúc, mới thật sự là vui mừng trong lòng. Mà lãng lắm chị. Thì em nói là đi thôi, đi khám thai. Nó lãng như vậy nè. Cái lúc lãng nhất của vợ chồng em ở chỗ là khi mà em mừng như vậy em đặt máy quay luôn để em coi lại cái cảm xúc của chồng em thế nào, ghi lại mà. Ngủ. Trời ơi cái nghề của mình mà chị, mình phải ghi lại mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình. Em đặt máy quay xong anh tỉnh dậy anh thấy cái que, xong anh xuống anh nằm xuống ngủ. Xong em mới gọi anh dậy nhìn nè. Xong cái que ảnh thấy cái que thử thai, em bảo cái này là cái que thử thai. Xong ông bảo cái này không phải là cái que thử thai. Xong ông lại nằm xuống ông ngủ tiếp. Rồi em bực quá em dựng đầu dậy, vậy là hai đứa ngồi nói chuyện về que thử thai chị. Tức là em ngồi em phân tích cho ảnh đây là một dòng que thử thai gì đó. Rất bắt đầu hai đứa cãi nhau, không phải cãi nhau đâu, nói chuyện bàn luận về que thử thai một chặp. Xong rồi em mệt quá ông nằm xuống ngủ, em để cho ông ngủ luôn.
còn em tự nhiên hết vui hết buồn hết gì đó luôn, người cũng hết cảm xúc luôn, cứ ngồi cứ cà đơ lên vậy đó. Xong đến một chập cái 7 giờ em dựng đầu cũng vậy, xong kêu nè em nói thiệt đó, có thai rồi, đi khám. Thế là sát nhau lê tê lên bệnh viện khám vậy. Lúc đó thì bắt đầu anh này mới có cảm xúc nè. Nhưng mà thật ra lúc đó khi mà biết chắc chắn rằng đó là vợ mình có thai rồi, anh biết là trong cái cảm xúc của em là rất là xúc động, vừa mừng vừa có như là vừa mừng vừa bất ngờ, mà trong đó xúc động đúng không? Dạ, có khóc xúc động không? Thì em không có khóc. Trời ơi, lúc mà tôi nhận được tin, mặc dù tôi biết là tôi không có gì, tôi rất là mạnh nha. Nhưng mà khi mà tôi biết được đứa con đầu tiên là tôi khóc trời. Ai nói là chú mạnh? Trời lên không xuống. Trời ơi. Chú là không mạnh. Trời ơi, nguyên một cái đàn tì bà. Ừ. Hả? Sao khóc hoài à? Sao em? Dạ, lúc đó thì em không có khóc. Nhưng mà dạ như mình cảm xúc mình giấu trong lòng. Ừ. Mình chở vợ mình đi khám. Lúc đó tụi em cũng chưa có cưới nha. Thì lúc đó là nghe tin thì em chở vợ đi khám thì bác sĩ nói là đúng là thai. Bao nhiêu tuần đó thì em mới càng khẳng định hơn là chết cha, mình có con thiệt sao? Đó, đây là sự thật sao? Em cũng hỏi em lương tâm bao nhiêu lần như vậy. Và khi mà bác sĩ nói đi nói lại, và em đến cái lúc mà hồi hộp nhất là cái lúc 3 tháng vẫn chở vợ em đi khám cái đo độ ba gáy á. Ba gáy, độ mờ da gáy. Độ mờ da gáy. Thì trước đó là bác sĩ đã khám cho mình là nói là tinh trùng bị dị dạng, khả năng có con là dị tật là chưa tới 20%, là rất là thấp, mà nếu như có thì cũng rất là yếu, cho nên cái cảm giác rất là sợ. Đúng rồi, em lo và hồi hộp vô cùng. Cho đến khi mà nhận được kết quả thì đúng là em thở phào nhẹ nhõm, và lúc đó em cảm nhận được là mình càng phải thương cô này nhiều hơn và mong chờ đứa con nó nhiều hơn. Dạ. Là đứa đầu là cháu trai cháu gái? Dạ, dạ. Bé đầu nhà bé gái. Bé gái là giống mẹ hả? Giống mẹ hay giống ba? Dạ, bé gái giống ba. Rồi đứa nhỏ là anh trai gái? Dạ, có anh trai. Bé... có 10 điểm rồi. Dạ, bé quá bé tuyệt vời. Mà thật ra là với cái cặp này nó không phải 10 điểm nữa mà là 10 điểm cộng. Tụi em á là 2 năm. Hai đứa, đứa 20 tháng, đứa 2 tháng. Ừ. Và đứa sau á thì là nó giống ba hay giống mẹ? Đứa sau giống em nhiều hơn ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Đứa con trai giống mẹ đi. Rồi em như lúc nãy em nói á, khi mà một người đã có cái sự gắn kết với mình thì em sẽ cưới người đó, cưới trước tính sau. Lúc đó là suy nghĩ của mình là trách nhiệm, cộng với một phần cảm mến, cộng với một phần nể phục về cái năng lượng của này, cộng với một phần là tôn trọng cái bản lĩnh của cổ. Ê, nhưng và mà... cho nên đó là em tụi em là bàn đến cái chuyện đám cưới. Thì anh, nhưng mà thật ra vậy em cũng phải nói cho mọi người nghe một cái này là như này. Cái quyết định để mà em bắt đầu xin con là khi mà không phải là để anh nói với ba ảnh là có con dâu đâu. Cái đây em không biết, vì anh nói riêng với ba ảnh. Có một lần anh nói với em rằng Tết này về nhà anh nha. Ra Tết mình cưới. Anh nói cho một lần rất là tình cờ anh nói với em như vậy thôi. Thì em mới bắt đầu cảm nhận được cái sự gắn kết. Rồi mình mới xin con. Chứ đâu có dễ gì mà tự nhiên mình cảm thấy người ta không muốn, chưa muốn cưới mình, hay là người ta phải khẳng định là mình phải có con với người ta rồi mới cưới đâu. Bởi vì trước đó em còn nói với anh như thế này: nếu như hai vợ chồng mà không thật sự có con nhưng vẫn muốn gắn kết với nhau thì con cái nó chỉ là mục đích thôi. Mình không có mục đích sống này thì mình mục đích khác, ví dụ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau xây dựng gia đình, rồi cùng nhau xây dựng kinh tế, như vậy rồi mình đi du lịch cả đời cũng được vậy. Dạ. Đó, thật ra là bạn đã nói cái giống như là một cái lời với cô này rồi thì cổ mới có thể coi như là xả cửa để mà có đứa con. Nhưng mà thật ra bây giờ cái chuyện đó dù gì cuối cùng thì như là hai bạn cũng đạt được một cái điều quá tuyệt vời, gần như là một cái phép lạ. Em xin nói thêm là cái lúc đó là khi mà em muốn dành cho Thương một cái gọi là cái tình cảm nó sâu sắc hơn về những gì mà cổ đã trải qua và những gì mà mình không có làm được lúc trước khi mà quen cổ. Thành thứ ra là khi mà cái đám cưới đó thì do là mình cũng làm một cái công ty để trang trí này nọ cho sinh nhật rồi đám cưới này nọ, event này nọ, thành thứ ra là tận dụng hết nhân lực, tận dụng hết để trang trí cho cái đám cưới của cổ là rất là hoành tráng. Em có thể nói về cảm xúc của em khi mà đến cái đám cưới của các bạn chắc làm rất là hoành tráng đúng không? Dạ, đám cưới của em, tức em là một người khá là mơ mộng. Thành ra em thích có một đám cưới như là một cái lâu đài cổ tích vậy á. Thì tức là em mơ sao thì đám cưới em như vậy. Tức là như là em đã làm như là vua với lại hoàng hoàng hậu, đúng không? Cái không gian nó rất là lãng mạn.
một cái set up rất là đẹp, trang hoàng. Xong rồi có những cái bóng bóng bay, có người nghệ sĩ biểu diễn bóng xà phòng, bóng bóng xà phòng. Rồi tiếng đàn violon nữa, đãi lại ngoài trời. Nói chung là mọi thứ rất là tuyệt vời. Dạ, mọi rất thứ là em làm là tổ chức sự kiện mà chuyên coi như là tổ chức các chương trình lễ hội này nọ nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường đó. Rồi tụi em á, tuy là không có cầu hôn, nhưng mà ở trên sân khấu là tụi em có làm một cái lễ giống như là nói chuyện, để giống như là một cái gì đó em, gọi là cái gì? Nói chuyện tâm sự với nhau cho bàn dân thiên hạ biết trên sân khấu trước khi nhập tiệc. Là giống như là nếu mà bên Thiên Chúa là thề hôn phối gì đó trước bàn Chúa đó. Bên Đạo Phật cũng có. Rồi tụi em ở trên sân khấu là nói chuyện, là giống như là cho mọi người biết là ở tình cảm này, sự chung thủy này. Thôi, dù gì bây giờ các bạn cũng đã là một cái gia đình quá hạnh phúc. Quá, điểm 10 gái trước trai sau. Tưởng là không có con, cuối cùng có một cặp luôn. Mà coi như là gái trai nữa. Vậy tôi bỏ qua cái phần kể thật xấu đi ha. Không được chị. Không được, không được chị ơi. Cái phần mát không cho phải không? Hồi nãy giờ họ kể câu chuyện quá đẹp luôn rồi. Bây giờ quá đẹp, đã cưới là cưới trong lâu đài vua chúa rồi. Bây giờ mà tự nhiên kể ông vua có tật xấu như vậy, bà hoàng hậu có tật xấu như vậy. Dạ cũng không phải là vua hay là kể ngắn gọn thôi. Thôi kể ngắn gọn tại vì thời lượng mình không cho phép. Tại vì cái câu chuyện của các bạn quá hay. Thật sự mà quá hay. Đó cho nên là để cho cái câu chuyện coi như mình kể tật xấu cho đúng Phật mát đó, thôi. Kể cho vậy có thôi. Rồi bây giờ tật xấu của Thanh Sang là gì em? À dạ, ảnh có cái tật xấu thứ nhất là như mọi ông đàn ông thôi. Ổng rất là bẩn. ở gọi là không thật là ảnh rất là chăm, ảnh rất là giống như là con, hoặc là cho em nói lại cái đoạn này. Là cái tật xấu của anh Sang ở đây á, là khi mà em qua nhà ảnh thì em mới phát hiện ra là ảnh mặc đồ á rất là bẩn luôn, kiểu giống như là em gom đồ của anh đi giặt, anh sẽ hỏi là ủa sao giặt cái áo này của anh, cái ủa thêm thấy anh mặc lâu rồi anh giặt đi. Đâu, cái áo này anh mới mặc có 3 ngày à, 7 ngày anh mới giặt. 7 ngày mới khứt giặt đó. Dạ, còn cái thứ hai á là cái nhây. Cái nhây của ảnh là như thế này. À, ảnh cứ cái gì ảnh tới ảnh không tới luôn đi, mà ảnh cứ cạnh nhấp rồi ảnh dừng lại, rồi ảnh cạnh nhấp rồi ảnh dừng lại, rồi cạnh nhấp ảnh dừng lại, mình như vậy 30 phút làm sao em chịu nổi. Vậy ha, nhiều khi nhờ em, vậy em mà mới có con á. À đúng rồi. Dạ, đâu không có. Bây giờ em hãy kể cụ thể coi, tại vì anh liên tưởng cái hình ảnh với cái từ nhấp nhấp đó. Dạ. Em hãy cụ thể đi cái hành động của anh. Đúng rồi đó anh, em cứ muốn hỏi coi cụ thể sao. Ví dụ như nhấp cần câu hay là nhấp đột. 30 phút như vậy là anh ăn. Là thí dụ. Dạ, thì em nấu cơm xong, em gọi anh vô ăn cơm. Từ từ bên ban công đến đây nhà em có 5 mét thôi. Mà anh đi cạnh nhấp, xong anh dừng lại ở chỗ cái tivi, anh bấm điện thoại, anh tư vấn khách hàng. Xong anh lại cạnh nhấp. Anh đến cái bàn ăn rồi anh lại bấm điện thoại, lại cạnh nhấp. Anh làm như vậy cả 30 phút. Trời, em đói, em chịu không nổi luôn. Tới cái bàn cơm là cái như cơm nó nguội luôn rồi. Dạ, là em ăn xong rồi em đi ngủ một giấc ra rồi anh chưa ăn cơm, nó dạng vậy, anh nhây như vậy luôn. Mề. Nhây là mề. Lề mề chứ không phải nhấp. Thật ra anh cũng lề mề đó, trong công việc thì em thấy anh nhanh nhẹn lắm luôn á. Mà sao mà anh nhây với em kinh khủng luôn á. Không, các bạn ở nhà đó, ở nhà. Dạ. Rồi tiếp theo là gì nữa? Dạ em chỉ thấy có hai cái đó thôi à. Hai cái đó thôi. Dạ. Rồi giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Hết nhấp à? Dạ chắc là hết nhấp, đừng có nhấp nữa. Đi thì tới luôn, tới thẳng đích luôn. Tới bàn đi rồi nhắn. Dạ, cái tới mục tiêu luôn. Chứ nhấp, đừng có nhấp vậy. Người ta từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh có một lần thôi. Ổng từ bàn ăn ra, à, từ ban công vào đến bàn ăn quá cảnh 5 lần là chịu không nổi. Dạ. Rồi bây giờ tới Sang đó, là cô ấy có những tật xấu gì? Thương thì đối với em thì Thương không có tật xấu. Nếu như có cũng không có gì đáng ngại, em có thể chấp nhận rồi bỏ qua hết. Tại vì khi mà đối với Thương á, là tụi em á, tuy là tình yêu không phải là bay bổng quá lãng mạn, nhưng mà ở đây là một cái sự tôn trọng nhau rất là lớn lao. Thì khi mà tật xấu, nếu mà đã có tật xấu mà đã ghét nhau rồi thì chẳng còn tôn trọng nữa. Cho nên là tụi em chấp nhận nhau hết. Ở Thương thì sau khi sinh hai đứa thì có những cái là tính cách hơi thất thường một xíu. Có thể là hơi nóng nảy một xíu. Nhưng đó là cái chuyện tâm sinh lý rất là bình thường. Nãy lúc mà chưa đến cái mục này chị có nghe nói là tụi em chấp nhận nhau, ví dụ như là điên khùng khùng. Đúng rồi, em cũng chấp nhận cái điên khùng khùng. Vậy sau khi có con rồi bất khùng chưa? Hay là vẫn điên khùng khùng?
Dạ tụi em hầu như là những cái đó là nó cũng không thay đổi. Nó là trong máu rồi đúng không? Dạ, giống như là tụi em là hợp trong một cái gia đình rồi. Ở với nhau 2 năm nhưng mà cũng không có chuyện gì lớn lao cả dạ cả. Ghê thiệt, hai dạ. Hai đứa ghê chưa? Dạ, rồi bị lừa á chị. Em không có lừa gì cả. À, với lại ưu điểm của Thương á, em phải nể mặt. Anh đang hỏi là thật xấu chứ không hỏi ưu điểm. Tôi không hỏi. Dạ. Cái phần này là không hỏi ưu điểm. Dạ. Ưu điểm là một cái chương trình khác nữa các bạn à. Dạ. Đó. Chú cũng nhấp nhấp nữa. Chú nhấp nữa. Chú kể từng câu rồi chú kể. Nói chung là đi, giống như anh từ tốn chỉ bảo anh giống như Thương nè, vừa hỏi cái là nó vô thẳng vấn đề luôn. Còn là ổng nhấp. Tật xấu nữa là không chịu ghen. Không chịu ghen. Dạ. Trời đất ơi. Em làm mọi cách cũng không ghen. Em làm mọi cách cũng không ghen. Em đi chơi, em chụp hình cô này cô kia đó. Nè, hôm nay anh chụp hình với cô này cô kia đẹp không? Đưa. Trời ơi sao đẹp bằng em. Hay không? Rồi, cái này chị rồi. Phải học em. Không, rồi. cái này chị phải học em. Rồi em đi em lướt TikTok, Facebook thấy chà gái đẹp. Em cô này mông bự à, ngực to ghê, nhìn coi. Trời ơi, khi nào được như em mà nói. Ồ. Sao bị mất hứng em? Mất hứng liền anh. Dạ. Với lại á, em nói em đi ba rồi. Em thấy cô gái này rất tâm lý. Dạ em thấy thế nè. Với lại anh nhiều lúc á, diễn viên đồng tí mà cái nghề của anh nữa, cái miệng của anh làm MC nữa, anh đi ra ngoài đường hả, anh nói thiếu gì cô ngã rạp dưới trên anh. Giờ á, ai không biết ảnh là của em, chắc chắn 100% ảnh là của em rồi. Cho nên em cứ tâm lý như là hai thằng bạn nhậu bàn bạc với nhau về gái thôi. Gái đẹp thì mình cũng muốn ngắm mà, chứ đừng nói đàn ông. Mình cứ thế thôi. Thế là ảnh mà coi gái mà em mà chưa coi được trong màn hình đó, cô gái đó đẹp như thế nào là em đứng ngồi không yên. Không phải là ghét mà bởi vì em tò mò cô đó đẹp không. Là vậy. Hay quá, sao chương trình này chắc chắn là thế này. Anh em nói đó, nhiều người biết em là vợ ảnh. Và sao chương trình này chắc là cả thế giới biết em là vợ của ảnh luôn. Đó, có sự lan tỏa của chương trình này đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà bây giờ em có muốn vợ em thay đổi điều gì không? Cho nó hoàn hảo hơn. Đúng rồi. Em chỉ mong muốn là vợ em á là biết dành nhiều thời gian cho bản thân cổ hơn. Vậy đó hả? Vậy là dạ. Bây giờ cổ bị hy sinh cho con nhiều quá đúng không? Dạ. Hay là sao? Hay là hy sinh cho ai? Em nói thật là nhiều khi á, Thương ở nhà có thể là nói chuyện với bạn bè, giao lưu rồi qua online rồi khá là nhiều. Nhưng mà nếu có dịp đi ra ngoài, em cũng hay đưa cổ đi. Có con ở nhà anh chăm cũng được. Em cứ đi. Và em cứ đi làm đẹp, chăm sóc bản thân. Em cứ làm tóc kiểu này, tóc kiểu kia, miễn sao em thích. Rồi khi mà đi ăn pizza hay là đi chơi với bạn bè, đi ăn lẩu gì đó, em cứ chơi, khi nào em muốn về em về. Dạ, thì cứ dành thời gian như vậy thì cho nó thoải mái tinh thần. Cứ ở nhà chui rút hoài, đôi khi cũng thấy tội cho vợ mình. Bởi vì ở nhà chăm con thì bây giờ online dịch giả, không ra đường được thì nói chuyện với bạn bè thế này thế kia. Nhưng nếu cơ hội ra ngoài, giống như đợt vừa rồi đám cưới của bạn Thương, em là người chủ động nói em đi để hai con ở nhà em lo. Em cứ chuẩn bị sửa xong gì đó thì em cứ đi, em bắt taxi đi cho khỏe, anh ở nhà chăm hai con. Khi nào muốn về thì về. Dạ vậy thôi, chứ còn như vợ chồng em thì cũng không có vấn đề gì để bàn sâu cả. Tụi em cũng rất là hòa hợp với nhau. Dạ, hai gia đình hai bên thì cũng rất là thương hai đứa rồi. Dạ, thực ra chị thấy cái cặp này á, giống như là trời định á em. Tức là họ giống như là hai người này là chắc chắn là kiếp trước á, chưa trả hết cái nhân duyên cho nhau á. Cho nên là kiếp này á, là biết đâu kiếp trước hai đứa em là hai thằng bạn hoặc là hai con bạn. Không thiệt, hai thằng bạn, hai con bạn mà rất quý mến yêu thương nhau đó. Nhưng mà đùng một cái có chuyện gì xảy ra mà tụi em chưa thể nào đi hết con đường được với nhau á. Rồi là xuống tới kiếp này á, là thành ra vợ chồng. Mà vợ chồng theo một cái kiểu mà nó rất là lạ lùng đúng không? Em cũng hay nói với bạn em á, là cô vợ hiện tại này á, thật sự như là định mệnh. Em cũng hay nói với mọi người như là định mệnh. Tụi em chỉ trong thời gian ngắn thôi, em đã xác định là cô này có lẽ là vợ mình. Tại vì tụi em biết sao, cái việc tụi em đến với nhau là thuận theo ý, thuận thiên. Thành ra là cái gì tụi em có hết trơn. Đáng lý là tụi em không có đó. Em đến với người khác em đâu có con đâu. Đúng không? Mà em đến với người khác chưa chắc em khỏi bệnh. Thậm chí mà hai đứa em đến với nhau là bệnh em hết, con em có. Em hiểu chưa? Bạn gọi đó là cuộc gặp định mệnh. Tôi thì tôi cho rằng đây là cuộc gặp phúc duyên. Vừa gặp nhau có duyên và có phúc đó. Cho nên là chị nói nè, chính vì tại sao tụi chị nói cái điều đó ra, để mà tụi em á là phải giữ gìn cái mối quan hệ này, cái gia đình này, bởi vì tụi em gần như là một cái khối mà bắt buộc nó phải gắn kết rồi. Chứ không thì con mình nó khổ lắm, thực sự mà nói là như vậy. Ha, cố gắng nha. Chúc mừng hai em nha. Có muốn nói điều gì với vợ không trước khi chia tay? Chia tay chương trình bà nội. Tôi chưa nói hết chuyện chương trình. Đây
Dạ thì em... Không, nói với vợ á, không phải nói với anh. Nhìn với vợ, dạ, nhìn vợ, dạ, nhìn vợ có thể đứng lên nói với vợ. Dạ, sai thu lại cũng được mà anh. Dạ. Tại vì em chưa có cái lời cầu hôn đó. Đứng lên. Dạ. Hồi nãy vợ nói đó, chưa có tỏ tình. Chưa có gì chưa cả. Chưa có cầu hôn, chưa có gì. Giống như là sự thể là nghiễm nhiên nó là như vậy thôi. Chứ chưa có một cái lời nói nào. Thôi bây giờ mình đứng lên luôn đi. Mình đứng lên. Các bạn ấy nói chuyện với nhau. Đó. Các bạn đã có một cái lễ cưới rất là... cung đình cung điện đó. Giờ, ừ, cung bạn điện, giống cung như điện. Đây là một cái đứng lên hai đứa đứng lên nhìn ra mà nói đi làm lại cầu hôn đồ này cái nọ đi nói đi tỏ tình đó. Tụi em ngay từ đầu khi mà đến với nhau cũng xác định là gì anh thì đâu có lãng mạn đâu, anh đâu biết thể hiện lãng mạn như thế nào, nhưng mà anh thể hiện qua cái hành động là mong muốn mơ ước của em một đám cưới thành hiện thực trang hoàng lộng lẫy. Còn mà nói về sự chung thủy thì anh hứa là chung thủy với em rồi. Còn nói về hai đứa con của mình là tuyệt vời rồi. Và gia đình của mình hiện tại là mọi người nói là 10 điểm cộng rồi. Thì đó còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Tình yêu cũng chỉ là lời nói thôi, quan trọng là hành động. Em ha. Anh yêu em. Chồng không? Nói gì chồng không? Dạ, thật ra là như thế này. Đôi lúc mình là một người lãng mạn, nhưng mà em không nghĩ là cứ phải cứ nói tiếng yêu hay là nói tiếng vợ chồng thì mình mới có sự gắn kết. Với em á, anh Sang bây giờ là một người rất là hoàn hảo rồi. Ảnh ở trên mạng ảnh còn được gọi là ông chồng quốc danh đó chị. Em đang rất may mắn sở hữu chồng của người ta đó chị. Cho nên là với em như vậy là quá đủ rồi. Một gia đình chỉ cần có vợ, có chồng, có các con, không cần nói nhiều, chỉ cần hành động thôi, thế là đủ. Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều.